Sáng ngày 10 tháng 5, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự lễ có các đồng chí Lê Thị Thanh Thúy, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm ông Phạm Trung Kiên, trưởng phòng tổng hợp quy hoạch Sở Kế hoạch Đầu tư, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Đồng chí Phan Văn Mãi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, sự rèn luyện, cống hiến của ông Phạm Trung Kiên trong quá trình công tác. Do đó, lãnh đạo thành phố tin tưởng và quyết định giao nhiệm vụ, trọng trách lớn hơn để ông Phạm Trung Kiên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho thành phố. Nhận nhiệm vụ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Phạm Trung Kiên cảm ơn lãnh đạo thành phố. Sở Kế hoạch Đầu tư đã quan tâm giao trọng trách và hứa nỗ lực rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ để cùng Ban Giám đốc Sở hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.